Trên mà là dữ quá trời, à dữ quá thế... trời luôn. bác là ở địa chỉ ở chỗ nào, Trà Vinh Long Đức, Long Đức Trà Vinh, à? Vĩnh Hậu. Rồi rồi thì bữa đó là cứ 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 đặt tiền trước xong rồi gửi cho vào cho bác, là bốn con thì cũng có lưu lại cái sổ sách vào trong Trà Vinh. Bác thì năm nay thì cũng bắt đầu đến mùa con trống rồi, thì một phần là cũng họ gọi điện hỏi thăm bác xem là bác nuôi nó có khó khăn không, nó có trục trặc gì không, để hỗ trợ bác về kỹ thuật. Dạ. Nuôi là kỹ đàng hoàng. Nhưng mà con hỏi thật bác là bữa đầu là bác cũng nghe, bác cũng không ngờ là con chuyển con giống nó vào đó là ok, an toàn và là ok đúng không? Đúng rồi. Ờ, thì Dạ. cũng chưa có nhận cái kiểu đó lần nào thì thấy về khỏe lắm, không có gì á. Dạ. À, Thế là mình nhận bốn con rồi mình nuôi rồi đến thời điểm này là 1 năm rồi, rồi mình có nhu cầu năm nay có nuôi lại nữa không, có nuôi thêm không? à không, tại vì đất nó cũng hơi chặt quá chú. Dạ. À, nó có ít quá rồi nên nó bốn con này thấy cũng vừa rồi đó. Dạ vâng. Dạ À mình rồi rồi rồi, thí dụ như mình nuôi lớn rồi mình không thích rồi mình làm sao? đúng, nuôi lớn thì mình cứ làm kiểng, còn lúc nào mà ngày Tết thì mình có thể là mình mổ thịt thôi. Vậy hả? Dạ vâng. À, hôm trước có một chú kia ở Tiền Giang á, cũng gọi hỏi thăm tôi chứ nếu có chuyển thì có nuôi về có khỏe, nó khỏe nó tốt lắm, có gì dễ nuôi lắm. Vâng. À, cũng cũng có nói chú nếu mà ấy gì đó người ta chuyển tới nhà đó cũng dễ thích chứ. Về bữa quanh quanh chỗ nhà nhà bác ấy, bữa có ai nuôi không hay là có mỗi mình bác thôi? À, quanh quanh đây thì có mình rồi, còn hình như ở ở hơi xa xa nghe người ta nói cũng có sắp sửa là nuôi bự, nuôi bự đó, Dạ. nhưng mà tôi chưa thấy. Thế thì con khảo sát ý kiến khách hàng, nghĩa là bác có thấy cái năm đó năm ngoái này, cái việc mua bán qua mạng, mua bán từ xa thì bác có thấy cái dịch vụ của bên con có được không bác? Dạ, dạ. Nó xa nhau như thế mà mình vẫn trao đổi được với nhau là một cái điều cố gắng nhất của con rồi đó. Dạ, tận ngoài Hà Nội này chuyển vào tận Trà Vinh chứ đâu phải là gì đâu, xa chứ phải không đâu. Vâng. Thì đường xa mà chuyển khỏe mạnh vậy là quá tốt Dạ vâng, ok, thế thì con gọi điện hỏi thăm mà cũng cảm ơn bác cũng như là chúc sức khỏe bác nhá. á. Rồi rồi thôi, cảm ơn chú, thôi cháu chúc năm mới dồi dào sức khỏe nha cả gia đình Dạ thôi. dạ dạ bác lưu số Rồi con vào, ok. ai có nhu cầu bác giới thiệu giúp con ha. Rồi rồi đây cũng có hướng chỉ đó. Rồi Dạ dạ ok. ok, chào bác ạ.